Mời quý khán giả và bà con cử tri theo dõi chương trình Đại biểu dân cử với cử tri kỳ thứ 41. Sau đây là những nội dung chính của chương trình kỳ này. Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vị Thủy và Đông Mỹ. Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành họp kỳ họp bất thường. Bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trí Hưng ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Phản hồi của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Hậu Giang đối với những bức xúc của người dân ấp Trường Thuận, xã Trường Đông Tây, huyện Châu Thành A. Mời quý khán giả và bà con cử tri theo dõi. Đoàn giám sát Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa đến giám sát công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy và xã Thuận Hưng, huyện Đông Mỹ. Sau hơn một năm được công nhận xã nông thôn mới, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy ra sức nâng chất 19 tiêu chí. Điểm nổi bật là đã vận động xã hội hóa được trên 3 tỷ 500 triệu đồng, xây dựng thêm 8 phòng học, sân trường và cột mốc trường sa tại trường tiểu học Vị Thanh 3, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học. Tập trung nâng chất hiệu quả mô hình cánh đồng lớn với 394 hecta, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 1%, hiện tại hộ nghèo toàn xã chỉ còn 3,94%. Riêng tiêu chí về giao thông, dưới hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã nâng cấp sửa chữa 8,8 km đường giao thông, tổng số tiền trên 410 triệu đồng. Ông Võ Minh Tâm, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu ban quản lý xã Vị Thanh, ban chỉ đạo huyện Vị Thủy cần tập trung nâng chất các tiêu chí, cần phân công và phân cấp cụ thể những phần việc cần làm, từ đó có kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương. Tính đến nay, Thuận Hưng đã thực hiện đạt 16 trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 3 tiêu chí được công nhận mới năm 2014 là thu nhập bình quân đầu người, y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Hiện địa phương đang phấn đấu thực hiện 3 tiêu chí là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 8 tới. Theo đánh giá của các thành viên trong đoàn giám sát, xã Thuận Hưng hiện đang gặp khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản do gặp vướng mắc ở quy trình thủ tục, đồng thời chưa cập nhật đầy đủ các văn bản hướng dẫn mới. Công tác tuyên truyền vận động tuy có triển khai nhưng chậm và còn mang tính hình thức. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Võ Minh Tâm ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong triển khai các tiêu chí, nhất là việc huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp và nhân dân. Tuy nhiên, để đạt được 19 trong tổng số 19 tiêu chí, Thuận Hưng cần nắm lại tất cả các nguồn vốn lồng ghép, tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành các cấp để thực hiện từng tiêu chí một, kể cả những tiêu chí đã đạt. Công tác quy hoạch các công trình, dự án phải phù hợp với thực tế tại địa phương. Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp thông qua 4 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự Hội đồng nhân dân huyện. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Với số phiếu tín nhiệm trên 96%, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành. Ông Tống Quang Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Quý khán giả và bà con cử tri thân mến, một doanh nghiệp ra đời và hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là góp phần cho tỉnh tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, hẳn sẽ gây bức xúc cho người dân trong khu vực. Phóng sự sau ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Trí Hưng ở ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Với người dân sống xung quanh khu vực công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Trí Hưng thì hình ảnh này có lẽ đã quen thuộc.
Theo người dân ở đây, cứ khoảng 18 giờ hàng ngày thì khói, bụi lại bốc lên cùng với mùi hôi thối nồng nặc. Đám lúa này của ông Lê Văn Thịnh chỉ mới 10 ngày tuổi nhưng đã phát triển như thế này. Theo ông Thịnh, nguồn nước thải của công ty rất thừa đạm nên ông chỉ sử dụng kali và vôi bột. Thế nhưng lúa luôn bị ngộ độc hoặc nếu sống được thì lốt và sập. 14 công lúa này, trước kia gia đình mỗi vụ thu hoạch được khoảng 12 tấn lúa. Từ khi công ty hoạt động, mỗi vụ gia đình ông thu hoạch chỉ khoảng 2 tấn lúa bởi hạt lúa luôn bị lép và lửng. Khi nó thải ra là nó thải buổi tối, thỉnh thoảng cả 12 giờ đêm cũng có, nó phức lên rất là hôi thối. Nói chung là thả lén đó, còn nếu mà nước rong thì thả tự do ra, rồi nó cũng như từng nó lưu chuyển tròn vậy. Nước lớn thì nó chảy vô ruộng nó tự nhiên vậy. Lúa tôi thì hôm nay được là 10 ngày tuổi nhưng mà chiều cao nó cỡ 6 tấc rồi đó. Nếu như trường hợp như giáp tháng thì nó có thể cả thước ạ. Thì cho thấy nếu mà để nước vô thì nó bò hoài vậy đó, phải chắc nước ra thì nó cháy lá. 600 gốc cam này của ông Lê Hữu Túc được 1 năm tuổi, lẽ ra đã bắt đầu cho trái, nhưng thực tế thì cam của ông phát triển rất kém. Bởi tro bụi từ ống khói của công ty bay ra đống vào lá và nguồn nước tưới bị bẩn, khiến cây trồng không thể phát triển. Trước kia trồng màu, năm công đất mỗi vụ thu hoạch được 4-5 triệu đồng tiền lời. Nhưng giờ đây, cam của ông không những không cho trái mà còn có nguy cơ bị chết cây. Ảnh hưởng là cho khối rồi nó bay đó, là cho khối là nó đóng vô là những lá non là hư hết. Tôi làm gãy là hồi trước công ty chưa đem về, tôi làm gãy là có ăn. Rồi từ ngày là tôi công ty về tôi làm gãy là lụng hết, không có còn gì mà bò lên hết trọng gì lụng hết nấy. Mà chính quyền á, tôi nói với chính quyền để nó lên nó nói rồi, tôi nói nó cái nó nói thôi để nó khắc phục lại, mà có khắc phục gì đâu. Là gần đây mà mười mấy ống khối nó phà sơ vô rồi là chịu không nổi. Cây cối khó sống, con người dân cũng khó lòng ở được. Riêng với gia đình ông Lê Hữu Túc thì tro bụi luôn là nỗi ám ảnh. Từng lớp bụi cứ chồng chất lên nhau, ngày qua ngày như nỗi lòng của người dân nơi đây. Cái nền nhà thì cho bụi vậy đó, tối ngày cho nó gió vô gì nè, gió vô là bắt đầu bụi bay vô nhà là quét tối ngày luôn. Hàng ngày em bé thì nó chịu cho bụi gì đó, xung quanh là bụi, đi ra ngoài là chút xíu là bụi, rồi anh thấy mỗi lần ăn gió bay vô cái là dính hết trơn, nguyên tô cơm, dĩa cơm gì là dính toàn bộ hết. Rồi nó thúi, nó không ăn luôn, nó kén ăn, rồi mặt mày của nó rồi nổi tùm lum tùm la hết trơn, nổi hột vậy đó là quanh năm luôn. Rồi đồ đạc của em bé phơi là anh thấy dính cho dính bụi không vậy, rồi suốt có quản gì năm này qua năm nọ là chị không nổi. Quý khán giả thân mến, phần phản hồi ý kiến của cử tri xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình kỳ sau, phát sóng vào khung giờ này thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2015. Mời quý khán giả và bà con cử tri đón theo dõi. Thưa quý khán giả và bà con cử tri, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, phần phản hồi hôm nay là ý kiến trả lời của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đối với những bức xúc của người dân ở ấp Trường Thuận, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A về tình trạng bồi lắng của tuyến kênh cây gáo. Mời quý khán giả và bà con cử tri theo dõi. Thưa ông, trong thời gian vừa qua thì người dân ở tuyến kênh cây gáo thuộc ấp Trường Thuận, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A bức xúc về cái vấn đề mà tuyến kênh cây gáo không có đường nước thông thoáng làm cho ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Như vậy thì Sở Nội vụ Hậu Giang trả lời về vấn đề này của người dân như thế nào ạ? Vừa qua cái địa giới hành chính ở cái ấp Trường Thuận, xã Trường Long Tây thì nó có cái đường ranh giáp với cái xã ấp Ninh Thuận 2, ở Trường Ninh 2, Trường Ninh 4 của xã Trường Xuân A, huyện Thái Lai, thành phố Cần Thơ. Thì cái đoạn địa giới này là có chiều dài khoảng 1 km. Trước đây thì nó có một cái bờ kinh ganh, tức là gọi là cái kinh ganh, nhưng bà con ở đây thường gọi là cái kinh cây gáo. Vừa qua thì Sở Nội vụ cũng đã có phối hợp với Sở Nội vụ Cần Thơ để đi khảo sát thực địa. Thì qua nhận xét thấy cái tình trạng mà nó đã biến dạng cái chỗ cái đường ranh giới này nó rất là rõ. Tức là
cái địa giới hành chính này nó nằm ở trên cái phần đất ruộng, nó không có cái con kinh gạch hoặc là cái lộ, do đó nó dễ bị biến dạng. Mà trong cái quá trình công tác gì thì cái phần mà quản lý địa giới hành chính của địa phương này cũng chưa có tốt, tức là chưa có phát hiện kịp thời để mà ngăn chặn cái tình trạng mà dân ở đây người ta san lấp, nó ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất của người dân này đây. Thưa ông, thì trong thời gian tới thì Sở Nội vụ Hậu Giang có cái giải pháp như thế nào để mà giải quyết cái vấn đề này ạ? Thì qua cái khảo sát thực địa của hai Sở Nội vụ Hậu Giang và Cần Thơ, thì theo Sở Nội vụ Cần Thơ đề nghị là trong cái thời gian tới đang triển khai thực hiện cái dự án 513 của chính phủ về hiện đại hóa cái hồ sơ bản đồ địa giới hành chính. Thì trên cơ sở này chúng ta phải xác định lại cái tọa độ để mà cắm cái cột mốc giữa ranh giới giữa hai cái tỉnh, đặc biệt là hai cái xã Trường Xuân A và cái Trường Long Tây, chỗ này để cho nó đảm bảo được yêu cầu về cái ranh giới. Trên cơ sở đó có khả năng là chúng ta nạo vét hoặc là làm lại cái đê bao khép kín để cho bà con ở đây dễ sản xuất. Tuy nhiên mà nếu chúng ta thực hiện theo cái 513 thì hiện nay giữa hai tỉnh đang triển khai, nhưng mà cái dự án này thì nó cũng kéo dài, có thể là hết năm 2015 hoặc qua 2016. Do vậy Sở Nội vụ Hậu Giang cũng có cái hướng là tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ Cần Thơ để bàn cái giải pháp làm sao mà chúng ta xác định lại cái vị trí, cái tọa độ để mà cắm cái cột mốc, để cho cái địa phương ở đây có cái điều kiện mà chúng ta làm lại cái đê bao hoặc là cái bờ kinh doanh này cho nó đảm bảo được cái sản xuất của bà con ở địa phương này. Vâng, cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Quý khán giả và bà con cử tri vừa theo dõi những phản hồi của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đối với những bức xúc của người dân ấp Trường Thuận, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Quý khán giả và bà con cử tri có ý kiến kiến nghị hãy gửi thư hoặc gọi điện về ban biên tập chương trình Đại biểu dân cử với cử tri, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 07112 467 101, email đại biểu với cử tri amoc@htv.vn, hoặc phòng thông tin dân nguyện, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, số 7 đường Thống Nhất, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 07113 504 987. Chương trình này cũng được đăng tải trên website của Truyền hình Hậu Giang tại các địa chỉ haugiangtv.vn hoặc www.haugiang.gov.vn. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại bức xúc của cử tri xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp về tình trạng ô nhiễm của công ty trách nhiệm hữu hạn Trí Hưng sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình kỳ sau, phát sóng vào lúc 18:30 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2015. Mời quý khán giả và bà con cử tri đón theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.